Xin chào tất cả mọi người. Sau rất là nhiều thời gian kiên trì theo đuổi, đeo bám, dai như đỉa, thì cuối cùng là cháu Dương Quá đã thuyết phục được cô lên bàn mổ mọi người ạ. Không phải lên bàn mổ phẫu thuật mà lên bàn mổ để loại bỏ vết bẩn ra khỏi đầu mọi người ạ. Đấy, nói thế thôi, ban đầu cũng khó phết đấy mọi người ạ. Tiếp cận cô là cũng khó đấy, bởi vì là cô là đã bị một vài lần là bị các cái thành phần yêu dâu xanh biến thái nó hại em ý, nên là em ấy rất là sợ khi mà gần với những người đàn ông lạ mọi người ạ, bị săn trướng tâm lý mà. Nhưng mà mình cứ kiên trì, với cả mình thuyết phục, với cả quan trọng nhất là mặt cháu là cũng uy tín mọi người nhỉ. Nhìn cũng lành lành nên là em ấy cũng yên tâm, em ấy cho tiếp cận. Chứ còn bình thường mà mặt dữ dữ hoặc là em có cảm giác không an toàn là em không cho mình gần đâu. Đấy, thuyết phục mãi là cũng đưa được em đi gội đầu đấy mọi người. Đấy, hoặc là bạn gội đầu, bạn đang dùng dầu gội thảo dược của cháu ấy này, mọi người để ý thấy không? Đấy, cho một tí thôi mà cũng rất nhiều bọt đấy. Và cái dầu gội này thì nó an toàn với là mọi da đầu, da gầu, da nhờn, da khô, các loại da đầu đều gội được hết, gội rất là thơm. Thì cháu đang tạo cho cô một cái thói quen, đó là ngày nào ngủ dậy tóc cũng sạch, đầu cũng thoáng. Thì sau này em mới quen là em mới tự gội, không phải ra quán nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu thì phải tác động như vậy. Cứ em ấy thích người khác gội thì mình cứ đưa ra quán thôi. Đấy, cứ đưa ra quán cho người ta gội, cho người ta gội để tạo thành thói quen đã. Ai hả, mất một vài thời gian, cái gì cũng phải thay đổi dần dần mọi người ạ. Đấy, em cô thì mọi người cũng biết là vì sao mà có cái tên là thiếu nữ xinh đẹp. Đúng là em xinh thật mọi người ạ. Mọi người có công nhận với cháu là em có nét cười rất là duyên, mặt tươi cái lúc là một cười duyên lắm. Ngày xưa nếu một cái lúc mà chưa bị như thế này chắc là cũng nhiều người thích, bởi vì là duyên. Đấy, nói chung các cụ nói là hồng nhan bạc phận, nhiều khi là mình xinh quá, mình duyên quá nó cũng chưa chắc đã phải là cái tốt. Xinh quá duyên quá thì nếu may mắn thì gặp được những chàng thanh niên tốt bụng, là không may mắn thì gặp những cái chàng trai mà gọi là sở khanh rồi thì yêu dâu xanh thì cũng mệt, đúng không? Thế em có cô này xinh mà duyên như thế thì không may cho em mới lại gặp những cái chàng sở khanh, đâm ra cuộc đời của em ấy nói chung là cũng chuyên chuyên, cũng khổ, cơ bản là khổ. Mình lấy được người mình yêu thương mình thì tốt, đó, chăm lo cho mình, lo lắng cho mình thì còn đỡ. Lấy người mà suốt ngày là gọi là bạo lực với mình rồi thì lợi dụng, rồi lại gặp cả những cái thành phần mà nó xấu nữa thì đúng là cuộc đời không gì khổ bằng. Thôi nhưng mà không sao mọi người nhỉ, nước đến tận cùng là thác đổ. Em ấy khổ quá rồi thì có lẽ từ nay về sau là em sẽ đỡ khổ hơn, bởi vì nó cũng không thể nào mà khổ hơn được như thế này nữa, đúng không? Như vậy là may rồi. Mình hãy nghĩ theo cái hướng tích cực, đó là gì ạ? Em đã được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ rồi, thì được em San ở gần đây, em ấy hàng ngày em ấy kiên trì tìm cách để thay đổi, dần dần bệnh tình sẽ thuyên giảm thôi. Đấy, sẽ thuyên giảm thôi. Và sau này rất có thể là em có thể tự làm được, tự kiếm tiền được. Cháu thấy bệnh tình của em cô thì cũng không nặng, nặng ở cái tâm lý thôi. Và cái tâm lý thì thay đổi dần dần thì cháu nghĩ là ổn. Đấy, mọi người nhìn đấy, trông bướng bỉnh thế mà lúc gội đầu sạch sẽ là cũng hợp tác lắm. Đấy, mặt cũng tươi tươi. Rồi xong là sấy tóc, rồi chải tóc. Đấy, nhìn cũng đẹp, xinh gái chứ mọi người nhỉ, đúng không? Trông thế thôi là cũng duyên đấy. Đấy, hy vọng rằng là sau này em cô sẽ gặp được một người mà yêu thương em ý. Thế còn trước mắt thì em San và cháu sẽ cố gắng thay đổi dần cái tâm sinh lý của em ấy, làm sao tâm lý ổn định. Đấy, biết chăm sóc cho bản thân, biết làm đẹp, đúng không? Đấy, mọi người nhìn cái tóc em ấy đẹp không, sau khi gội đầu nó tơi như này. Đấy, gội rất là sạch, gội xong cái tóc nó tơi, nó mượt, rất là ok. Như vậy là có thể đi chơi được rồi. Bây giờ cháu sẽ quay cái cảnh nhà em cô cho mọi người xem nhé. Đây là cháu dùng máy bay để cháu bay
từ trên cao để mọi người nhìn thấy cái cảnh nhà cô từ trên cao mọi người ngắm. Đi làm từ thiện này cũng có cái hay là nhiều khi là mình đúng là mình giúp người, nhưng mà mình cũng giúp chính bản thân mình. Cháu phải thừa nhận như vậy để mình có thể là nhìn lại bản thân mình, là mình hơn người ta là cái gì, đúng không? Mình có mọi thứ, là có công ty này, có anh em, có vợ con, có bạn bè, đúng không ạ? Có may mắn hơn rất nhiều người, thì mình cần phải lạc quan để khi mà gặp sự cố thì mình không có những cái hành động, những suy nghĩ tiêu cực, đúng không? Thế đấy là một cái mà mình trong cái lúc làm từ thiện mà mình nghiệm được ra cái đấy mọi người ạ. Cháu đi từ thiện là cháu lãi được cái đấy, lãi tình cảm và lãi những cái bài học. Những bài học thì mọi người không thể tính được ra tiền đâu. Và bài học có những cái bài học nó vô cùng đắt giá mà mình không thể nào mà dùng chữ tiền mà có thể lấy lại được cái bài học đấy. Thế cháu rất là mừng khi mà mỗi chuyến đi mình rút ra được một cái bài học nhất định cho bản thân. Quay trở lại với hoàn cảnh nhà em cô thì mọi người cũng biết là em cũng có một người chị cũng bị bệnh. Và hôm nay thì cháu sẽ lên nhà để xem là tình hình của chị của em cô như thế nào. Thì để cho dễ thì cháu sẽ gọi chị là Lý Mặc Sầu mọi người nhé. Được không? Đôi khi thì mình nói chuyện cho nó vui mọi người, để cho không khí nó bớt căng thẳng, đúng không? Thế thực chất mà mọi người nhìn vào những cái hoàn cảnh như vậy thì nó rất là đáng thương. Đáng thương mà mình phải cố gắng là tạo một cái điểm gì đấy tích cực hơn để cho nó vui hơn, nó lạc quan hơn một tí. Nhìn họ thì mình chỉ muốn khóc thôi mọi người. Nó khổ quá. Thế là cháu đặt tên là nó vui nhộn một tí. Thì hôm nay cháu sẽ lên cháu gặp Lý Mặc Sầu để xem tình hình bệnh tật như nào để cháu giúp đỡ mọi người nhé. Và bây giờ thì cháu xin phép dừng cái video ở đây để bắt đầu cái chuyến hành trình của mình. Chào mọi người nha. Chúc mọi người một cái ngày thật là nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Một lần nữa là cháu vẫn luôn muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ và động viên cháu trong suốt thời gian vừa rồi. Hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn đồng hành cùng cháu mọi người nhé. Xin chào mọi người.